đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, ôm trọn lộc trời, kiếm 100 tỷ về tay, đón Tết 2025 âm lịch, to nhất làng. Tứ phương lộc phát muôn nhà, tài phước đã định phương xa phước hồng, lộc tài phú quý ấm lòng, tâm tình hòa hợp cảm thông suốt đời, chẳng còn vất vả ai ơi, con cháu sung túc mọi đời nổi danh. Hoan hỉ chào mừng quý vị khán thính giả đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Nhâm Tuất sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Nhâm Tuất hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Nhâm Tuất phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Nhâm Tuất đã phải tìm đến video này hẳn là cuộc sống của Nhâm Tuất không được dễ dàng là mấy. Nhâm Tuất thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy, Nhâm Tuất hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Nhâm Tuất những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Nhâm Tuất hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Nhâm Tuất đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Nhâm Tuất, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Nhâm Tuất nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Nhâm Tuất thay đổi, thì thái độ của Nhâm Tuất cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi, thì tính cách của Nhâm Tuất sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi, thì cuối cùng cuộc đời của Nhâm Tuất chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Nhâm Tuất thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Nhâm Tuất có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay, Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tâm tính người tuổi Nhâm Tuất thiện lương, tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Họ là con người biết sống vì lợi ích của xã hội và tập thể. Chính vì thế họ giúp đỡ người khác không phải vì lòng thương hại mà vì họ coi đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, để cống hiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Họ có thể hy sinh lợi ích của bản thân. Những người này có lòng thấu cảm sâu sắc, luôn lắng nghe và đồng cảm với nỗi buồn của mọi người. Họ luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để có cách nhìn nhận thấu tình đạt lý. Vậy nên, họ không bao giờ thể hiện thái độ khinh biệt hay chán ghét với bất cứ ai. Người tuổi Nhâm Tuất luôn được mọi người kính nể bởi sự trượng nghĩa và chính trực. Đối với họ, danh dự và phẩm giá là những thứ thiêng liêng quý giá nhất trong cuộc đời họ. Sẽ không bao giờ vì tiền tài danh lợi mà bán rẻ lương tâm và nhân phẩm của bản thân. Họ luôn đứng về phía lẽ phải và bất bình trước những điều trái đạo đức trong xã hội. Họ dám một mình đứng ra binh vực và bảo vệ những người yếu thế. Với tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, họ sẽ không bao giờ nhún nhường trước cường quyền. Trung thành là một trong những phẩm chất nổi bật của người tuổi Nhâm Tuất. Họ thích giao lưu kết bạn với những người có cùng tính cách và chí hướng. Dù có rất nhiều bạn bè, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với tất cả mọi người. Phản bội bạn bè để tư lợi cá nhân là điều họ tuyệt đối không bao giờ làm. Họ cũng coi việc nói xấu sau lưng người khác là hành động đáng khinh bỉ. Nói chung, người tuổi Nhâm Tuất khá hiền lành, ít khi gây hiềm khích với ai. Tuy nhiên, họ sẵn sàng trừng phạt những kẻ cố tình hãm hại hoặc xúc phạm đến nhân phẩm của họ. Nhờ có lòng dũng cảm khó ai sánh bằng, người tuổi Nhâm Tuất thích tự mình khám phá thế giới bên ngoài mà không cần đến sự dìu dắt của cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã bộc lộ tính cách độc lập qua tinh thần tự giác học tập và rèn luyện. Sự sắp đặt và quản lý của cha mẹ sẽ khiến những người này cảm thấy ngột ngạt, nên họ sẽ thoát ly gia đình từ khi còn trẻ, lấy hoài bão làm động lực, không có một khó khăn nào có thể khiến họ chùn bước.
vốn là con người gan dạ, họ vẫn sẽ giữ được bình tĩnh trong những tình thế nguy hiểm. Giác quan thứ 6 của người tuổi Nhâm Tuất khá nhạy bén, nên họ có thể cảm nhận được những mối nguy đang rình rập phía trước. Nhờ vào tài quan sát tỉ mỉ, họ có thể nắm bắt được tâm lý và thậm chí đoán biết một phần về tính cách của đối phương ngay trong lần đầu gặp mặt. Những âm mưu tính toán của người khác sẽ không bao giờ qua nổi ánh mắt tinh tường của họ. Những người tuổi Nhâm Tuất càng lớn tuổi thì càng trở nên đa nghi và có tính cảnh giác cao. Họ không dễ dàng trao niềm tin cho bất cứ ai và luôn nhìn nhận mọi việc bằng thái độ nghi ngờ. Họ sẽ chiêm nghiệm những thất bại trong cuộc đời mình và quan sát mọi người xung quanh để tự đúc kết bài học cho bản thân. Trải qua những thăng trầm, họ sẽ hình thành lập trường và quan điểm của riêng họ. Tuy nhiên, không phải lúc nào phán đoán của họ cũng chính xác tuyệt đối. Lòng nghi ngờ có thể khiến họ thiếu quyết đoán mà bỏ lỡ mất nhiều cơ hội quý giá. Nội tâm của người tuổi Nhâm Tuất chất chứa nhiều nỗi lo toan, bởi họ là con người có nhiều dự định cho tương lai. Họ luôn muốn chuẩn bị thật kỹ càng trước những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Không chỉ thế, họ cũng hay lo lắng về những người thân yêu trong gia đình. Lời khuyên dành cho họ là hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại. Tinh thần trách nhiệm của người tuổi Nhâm Tuất luôn được đồng nghiệp đánh giá cao. Họ là người chuyên nghiệp nên sẽ không bao giờ để tâm trạng cá nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất công việc. Một khi đã giao nhiệm vụ, họ sẽ tận lực hoàn thành với kết quả hoàn mỹ nhất. Dù có phải thực hiện những công việc không đúng với sở thích tài năng của bản thân, thì họ cũng không bao giờ tỏ ra chán nản và bỏ dở công việc giữa chừng. Sự tận tụy và lòng kiên trì sẽ giúp họ đạt được nhiều thành tích rực rỡ trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất luôn lấy chữ tín làm đầu, nên họ thường nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của đồng nghiệp và những người cộng sự. Đối với họ, sự cẩu thả khi làm việc là điều không thể chấp nhận được. Chính vì thế, họ luôn thực hiện công việc một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ nhất có thể. Họ không bao giờ lấp liếm đi những sai lầm của bản thân, mà sẽ chân thành nhận lỗi và tự mình khắc phục sai sót. Những doanh nhân tuổi Nhâm Tuất sẽ cố gắng mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Đối với họ, việc gian dối trong kinh doanh để vơ vét tiền khách hàng là hành vi trái đạo đức, đáng xấu hổ. Người tuổi Nhâm Tuất làm việc theo những nguyên tắc và kỷ luật khắt khe. Họ không bao giờ có thái độ làm việc hời hợt. Nhờ có khả năng tập trung cao độ, họ sẽ không để bất cứ điều gì quấy rầy thời gian làm việc của họ. Họ luôn bắt buộc bản thân phải hoàn thành công việc trước thời gian hạn định. Những người này sẽ nghiêm túc thực hiện mọi mệnh lệnh của cấp trên mà không bao giờ than phiền. Dù làm việc ở vị trí nào, họ vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ có thể trở thành một lãnh đạo mẫn cán và cũng có thể làm một nhân viên chăm chỉ ưu tú. Các nghề nghiệp như công an, quân đội, bác sĩ sẽ giúp họ phát huy được những phẩm chất đáng quý này. Sự chủ động và nhiệt tình cũng là một trong những ưu điểm của người tuổi Nhâm Tuất. Khi đối mặt với những nhiệm vụ mới, họ không chờ vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Những người này không muốn trở thành gánh nặng của cả nhóm, nên họ sẽ không yêu cầu người khác hỗ trợ. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng học hỏi để có thể tự mình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ lòng sát cánh bên các cộng sự trong những tình huống khó khăn. Người tuổi Nhâm Tuất vừa có tinh thần độc lập cao, lại vừa có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Dù có phải làm việc một mình hay hợp tác với người khác, họ vẫn có thể hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Những người này hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác, nên họ sẽ không bao giờ lấn át những người cộng sự của mình. Họ sẽ chân thành, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của người khác. Bằng sự khéo léo, họ sẽ cố gắng phối hợp nhịp nhàng với mọi người để thực hiện mục tiêu chung của cả nhóm. Nhờ đó, đồng nghiệp trong công ty luôn dành cho họ sự yêu mến và quý trọng. Phẩm chất trượng nghĩa chính trực cũng được thể hiện trong phong cách làm việc của người tuổi Nhâm Tuất. Nếu không may gặp phải những bất công trong công việc, họ sẽ không cắn răng chịu đựng cho qua chuyện. Họ sẵn sàng lên tiếng và đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân. Ngoài ra, họ cũng tự nguyện gánh lấy những trọng trách gian khổ, dù biết rằng họ có thể sẽ phải hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ công việc. Càng nhiều thử thách càng khiến quyết tâm chinh phục của họ dâng cao. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam nữ mạng. Sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 12 tháng 2 năm 1983, dương lịch, thuộc tuổi Nhâm Tuất, cầm tinh con chó. Can chi của tuổi Nhâm Tuất được giải nghĩa là cố gia chi khuyển, tức chó về nhà. Năm sinh 1982, mệnh thủy, đại hải thủy, có nghĩa nước biển lớn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ mệnh hỏa, có mối quan hệ tương khắc với mệnh thủy của tuổi Nhâm Tuất 1982. Can Ất gặp can Nhâm là tương sinh, rất tốt, chi Tỵ bình hòa với chi Tuất. Trong năm 2025 này, nam nữ mạng Nhâm Tuất được thời vận tạo cho nhiều cơ hội phát triển. Những nỗ lực cố gắng trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần mệnh chủ không bỏ cuộc, tập trung làm việc vì mục tiêu của mình.
Vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ có cả cơ hội và thách thức, bản mệnh cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn, vì năm này mệnh chủ khá lao lực với công việc. Các khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại trạng thái tinh thần gia đình và cuộc sống sẽ giúp Nhâm Tuất nạp thêm động lực và năng lượng tích cực. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Nhâm Tuất gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Âm là các tinh chủ về giàu sang tài lộc. Trong năm này, đường công danh sự nghiệp của mệnh chủ được danh lợi như mưu cầu, làm việc gì cũng có người giúp đỡ, nhiều cơ hội phát tài. Những việc liên quan đến đất đai, nhà cửa như mua, bán, sửa chữa cũng đều cát lợi, cuộc sống gia đình dễ được tốt đẹp vui vẻ. Với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Nhâm Tuất gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, đây là một trong những hung tinh trong bảng sao hạn 2025, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này sẽ gây ra biến động cho cuộc sống của những nữ mạng Nhâm Tuất có tính cách tiêu cực, nóng vội. Còn nếu bản mệnh là người lý trí, bình tĩnh trước mọi việc thì không cần quá lo lắng, phúc vận không phải nghiễm nhiên mà có, đó là thứ bản mệnh cần phấn đấu. Ở tuổi 44, bản mệnh đã tích lũy đủ trí tuệ và kinh nghiệm sống để quyết định hạnh phúc của mình. Chỉ cần đối diện vấn đề với thái độ tích cực, chăm chỉ, chính trực thì cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ này gặp hạn Diêm Vương, đây là vận hạn cho nữ giới về thị phi, tai tiếng. Còn nam giới thì không sao, vì thế mệnh chủ Nhâm Tuất nam mạng có thể yên tâm phần nào nếu làm ăn ngay thẳng, chăm chỉ trong công việc, duy trì năng lượng tích cực, bớt suy nghĩ lo âu thì may mắn sẽ đến, vận hạn cũng theo đó được giảm trừ. Với nữ mạng tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ này gặp hạn Thiên La, vận hạn này chủ về sức khỏe, tinh thần. Bởi vậy bản mệnh nên đặt sức khỏe của bản thân ở vị trí ưu tiên, tránh xa những nỗi âu lo phiền muộn để duy trì cho bản thân năng lượng tự chữa lành. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Dậu 1982 nên lập kế hoạch chăm sóc cơ thể, ăn uống lành mạnh hàng ngày. Ngoài ra có thể tìm kiếm sở thích cá nhân như âm nhạc, thể thao, đọc sách để đời sống tinh thần thêm phong phú. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2025 là mã bị đao, tức là ngựa bị thương. Năm có vận niên này nhắc nhở bản mệnh thận trọng trong sự nghiệp, tài chính để tránh bị thiệt hại. Khi đối nhân xử thế nên đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, không trách cứ hoàn cảnh thì cuộc sống ngày một cải thiện hơn. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2025 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong năm Ất Tỵ 2025 âm lịch, công việc của người tuổi Nhâm Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn gặt hái kết quả tốt lành, cơ hội thay đổi về chức vụ, vị trí hay chuyên môn đã đến. Chỉ cần giữ vững tinh thần làm việc hăng say, cầu tiến, lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, thì với tuổi Nhâm Tuất không gì là không thể. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chính tài khá vượng, có cơ hội được tăng lương, tuy nhiên, thứ tài chưa ổn định. Nếu có đầu tư chỉ nên tiến hành ở hạng mục có quy mô nhỏ, tránh tình trạng tham thì thâm. Về phương diện tình cảm, người độc thân thờ ơ với lời kết thân, tỏ tình của người khác giới, luôn có cảm giác mất an toàn trong tình yêu. Cảm xúc bị kìm nén chặt, khó mà tìm thấy hạnh phúc. Nếu đã có đôi có cặp, khả năng cao đám cưới của hai bạn sẽ được tổ chức ngay trong tháng riêng này. Về sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất chú ý đi lại cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với các đồ vật sắc nhọn, dễ bị chấn thương, chảy máu, tai nạn bất ngờ do thiên hình hung tinh gây ra. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2025 âm lịch. Theo dõi tử vi khoa học nhận thấy, vận trình công việc của người tuổi Nhâm Tuất tiến hành khá suôn sẻ trong thời điểm đầu xuân năm mới 2025 âm này. Đầu năm mọi việc chưa quá tất bật, bản mệnh ung dung xử lý mọi việc, ít phát sinh sự cố bất ngờ, kiểm soát tốt mọi việc trong tầm tay. Đầu năm có một vài thay đổi, dịch chuyển về vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc, có thể bạn sẽ phải cân đo lưỡng lự khá nhiều. Cẩn thận kẻo bỏ lỡ cơ hội thay ra đổi thịt, hãy tự tin và quyết đoán hơn, bạn sẽ có được điều mình mong mỏi bấy lâu, làm việc gì cũng thế. Tuổi Nhâm Tuất đừng quên lập kế hoạch cụ thể cho mình, chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ, kết quả mới thực sự khiến bạn hài lòng. Công việc kinh doanh, buôn bán, có phần bớt náo nhiệt, đầu năm mới sức mua giảm. Tuổi Nhâm Tuất hãy cứ thảnh thơi lên kế hoạch kinh doanh kế tiếp, không đi đâu mà vội, nếu có chiến lược kinh doanh rõ ràng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ có được thành công như mong đợi. Xét phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2025 âm lịch.
Theo tử vi 12 con giáp năm 2025 âm lịch nhận thấy, tài vận đầu năm mới của người tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu khởi sắc, nhờ có chính tài nâng đỡ, theo đó, thu nhập chính tăng lên đáng kể, điều đó kèm theo dấu hiệu tăng lương hoặc mức thưởng cố định. Tình hình kinh doanh, buôn bán tuy không tấp nập nhưng cũng không tới mức thua lỗ. Nếu mới tập tành kinh doanh bạn cũng đừng quá lo lắng, mọi việc có sự chuyển biến về sau, đừng nản lòng quá sớm. Đầu năm có nguyệt lệnh lâm đất tử, gây bất lợi về mặt thứ tài, vì thế, tuổi Nhâm Tuất đừng trông chờ vào những việc mang tính đỏ đen, hên xui, mà hãy suy nghĩ và hành động theo hướng thực tế để không bị hao tốn tiền của. Nếu có ý định đầu tư vào hạng mục nào đó, bạn hãy bắt đầu với hạng mục nhỏ lẻ trước. Dù nhiều tiền trong tay cũng không nên mạo hiểm theo kiểu ném tiền qua cửa sổ được, hãy tiến hành chậm nhưng chắc, tránh bị tiểu hao dụ dỗ, gây phá tán không ít tiền bạc. Theo lịch vạn niên và phi tinh, đầu năm mới có bát bạch chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng Tây Nam. Tài khí rất dễ bị tổn hao, tuổi Nhâm Tuất lưu ý không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Ngoài ra, nhằm thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam ngôi nhà. Xét phương diện tình duyên tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất khá hanh thông, những ai đã có đôi có cặp khả năng cao sẽ tiến hành đám cưới ngay trong đầu năm này. Một số cặp đôi còn đón tin vui về chuyện con cái, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng cũng dần được tháo gỡ, không còn gay gắt như trước. Tuy nhiên, người độc thân lại không vượng đào hoa, nhân duyên khác giới kém, lại thêm nhất bạch chủ đào hoa gặp phải thất xích chủ về phiền nhiễu, thị phi. Theo đó, chuyện tình cảm bất thuận, nhằm hóa giải thị phi, đồng thời thúc vượng đào hoa, tuổi Nhâm Tuất có thể đặt biểu tượng gà trống chấn trị đào hoa ở phía đông nam ngôi nhà. Xét phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2025 âm lịch. Trong năm nay, anh chị tuổi Nhâm Tuất cần chủ động rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có những cải thiện tốt, kịp thời giúp phòng trừ bệnh tật. Năm 2025, nam nữ mạng Nhâm Tuất nên siêng năng vận động, có kế hoạch ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Việc đi ngủ sớm mỗi tối là liều thuốc giúp trẻ hóa cơ thể đơn giản nhất. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên tránh làm việc quá sức, sẽ dễ khiến tinh thần mệt mỏi, mất năng lượng. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Nhâm Tuất, kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng Nhâm Tuất, hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng,
chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ sẽ ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Vâng thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc, may mắn, tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Nhâm Tuất. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Dậu 1981, khá, Bính Thìn 1976, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Ất Dậu 2005, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt, Mậu Tý 2008, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng thưa quý vị, lo âu tuổi trung niên có lẽ là cái hố lớn nhất của một đời. Người mệt mỏi với việc ứng phó với cuộc sống đã trở thành thường thái trong cuộc sống của rất nhiều người. Bôn ba vốn dĩ rất mệt mỏi rồi, nhưng khó hơn nữa là tâm lại càng mệt mỏi hơn. Trong tình huống này, tu hành trở nên vô cùng quan trọng. Với tác giả, tu hành chính là một hành trình chế ngự trái tim. Khi tim đã được chế ngự, sự phẫn nộ sẽ không còn là phẫn nộ, phiền não sẽ không còn là phiền não, cảm xúc tiêu cực sẽ không còn là cảm xúc tiêu cực, khó khăn cũng không còn là khó khăn. Vậy làm sao để chế ngự được trái tim? Tác giả nói, nhận thức phát giác ra được hành vi hàng ngày, phát giác ra được xuất phát điểm là được. Chẳng hạn, khi bạn lo lắng người khác nhìn nhận mình như nào, hãy nhìn vào cái lo lắng của bạn. Hãy để bản thân nhận ra rằng, lo lắng xuất hiện rồi. Khi bạn sợ hãi người khác coi thường mình, hãy nhìn vào cái sợ hãi của bạn, nói với bản thân, sợ hãi xuất hiện rồi. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có thể cảm nhận được sự lo lắng, nhưng mình không lo lắng. Mình phát giác ra được sự sợ hãi, nhưng mình không sợ hãi. Khi bạn đã phát giác ra được điều gì, dũng cảm đối mặt với nó, bạn sẽ càng dễ thoát ra được khỏi cảm xúc tiêu cực hơn. Thực ra, cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, nhưng đại não của chúng ta lại cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên. Nếu như chúng ta có thể kịp thời phát hiện, nhìn ra được cảm xúc của mình, vậy thì mỗi ngày của chúng ta đều sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Đường tắt thực sự chính là đừng đi đường tắt. Sau khi làn sóng Internet ập đến, rất nhiều người trong chốc lát bỗng cảm nhận được khoảng cách rất rõ nét giữa giàu và nghèo. Cứ như vậy, rất nhiều người trẻ xuất thân bình thường bắt đầu nghĩ,
liệu có đường tắt nào giúp mình thành công nhanh hơn không? Đối với tác giả, suy nghĩ này là rất bình thường. Chính bản thân anh cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi bước qua tuổi 40, anh mới phát hiện ra tất cả những đường tắt trước đó đều trở thành đường vòng, còn đường tắt thực sự chính là đừng đi đường tắt. Vì sao không đi đường tắt, ngược lại lại nhanh hơn? Tác giả cho rằng chỉ khi thực sự quyết tâm đi làm, rất nhiều việc sẽ không còn khó nữa. Nếu muốn trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó, mỗi ngày bỏ ra 5 đến 6 tiếng đồng hồ tìm tòi học hỏi, kiên trì 10 năm, không thành thánh nhân thì cũng thành bậc thầy. Muốn học tiếng Anh, mỗi ngày bỏ ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ luyện tập, kiên trì 10 năm, dù không thể lưu loát tới trình một người bản địa 100% thì cũng được 80%. Muốn tạo nên thương hiệu, hãy bám vào một ý niệm, ý tưởng, từng bước một bước đi, kiên trì tích lũy khách hàng, kiên trì 10 năm, thương hiệu non nớt tự nhiên sẽ trở thành thương hiệu quen thuộc. Cá nhân tôi muốn nói với các bạn rằng, nghiêm túc đi từng bước một cũng là một kiểu tu hành. Mỗi bước chúng ta đi sẽ trở thành dinh dưỡng cho việc tu hành của chúng ta và cuộc sống nghiêm túc sẽ trở thành đạo trường để chúng ta tu hành. Quan tâm tới quá trình quan trọng hơn kết quả. Người xưa nói, đời người 10 phần thì có tới 8, 9 phần không được như ý, bạn sẽ phát hiện ra. Trong thực tế cuộc sống, có những người sống rất vui vẻ, sởi lởi, nhưng cũng có những người sống rất ủ rũ khổ sở, là ông trời không công bằng ư. Thực ra rất nhiều khi không phải như vậy. Tác giả cho rằng những người cảm thấy cuộc sống khó khăn nhất định là những người quá coi trọng kết quả. Vì sao nói như vậy? Vì khi chỉ quan tâm tới kết quả, chúng ta sẽ rất dễ có những suy nghĩ phiến diện trong đánh giá chính mình. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu chỉ nhìn kết quả, thì ngày hôm nay có lẽ lại chẳng làm được gì to tát lắm. Và từ đó bạn sẽ nảy sinh ra suy nghĩ tiêu cực, kiểu như lại bận rộn vô ích cả một ngày, không làm được việc gì. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, thường sẽ chẳng thu lại được gì. Bởi một khi kết quả không được lý tưởng, ta sẽ lại cảm thấy cuộc sống thật khó khăn nếu thứ bạn quan tâm không phải kết quả mà là quá trình. Tác giả cảm thấy quan tâm nhiều hơn tới quá trình, trải nghiệm quá trình, thả mình vào trong đó, không quá căng thẳng với kết quả đạt được. Bất kể kết quả ra sao, bạn đều có được những thu hoạch rất lý tưởng. Tâm từ bi, bạn sẽ sống vui vẻ hơn. Rất nhiều người sống không thuận lợi, đó là bởi vì họ quá muốn kiểm soát cuộc sống, con cái không nghe lời, làm trái ý, họ tức giận, muốn kiếm tiền nhưng có người cản trở, họ tức giận muốn thăng chức nhưng ông chủ không đồng ý, họ tức giận. Tất cả của tất cả cũng đều chỉ vì họ chỉ sống trong cái thế giới đầy khát vọng của bản thân, bị khát vọng khống chế. Muốn giải phóng sự đau khổ này, chúng ta cần phải tu hành ngay chính trong cuộc sống. Tác giả cảm thấy, sự tu hành trong cuộc sống được tổng kết lại với 3 chữ, đoạn, trí và bi. Đoạn là kịp thời cắt đứt hết phiền não, không để cảm xúc tiêu cực hay nóng giận khống chế. Trí là linh hoạt trong xử lý các mâu thuẫn, quan tâm nhiều hơn tới quá trình, bớt chăm chăm vào kết quả lại. Còn bi chính là sự từ bi, lòng tốt, sự lương thiện, từ bi sẽ hiện lên khuôn mặt của mỗi người. Những người như vậy, vận may nhất định không kém ai, cảm nhận trọn vẹn mỗi ngày, quan tâm hơn tới quá trình, bớt chăm chăm vào kết quả, luôn lương thiện, từ bi khi đối nhân xử thế. Chỉ có như vậy, tâm của chúng ta mới nở ra một đóa hoa, cuộc đời của chúng ta mới ngập tràn ánh nắng và sự rực rỡ. Như Tagore đã nói, chỉ sau khi được mài giũa dưới địa ngục mới có được sức mạnh tạo ra thiên đường, chỉ những ngón tay từng chảy máu mới có thể đàn ra những bản nhạc kinh điển trên thế giới. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể hướng vào bên trong nhìn chính mình, ngước ra ngoài nhìn thế giới, từ đó thu hoạch được cho mình một cuộc sống hạnh phúc, ung dung và mỹ mãn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.